hello xin chào tất cả các chị em à, các chị em biết Huyên đang cầm trên tay bộ gì không ạ? Vâng đây là bộ đề mà 365 câu hỏi thi quốc tịch dành cho các chị em thi quốc tịch nhé. thì uh, sau Huyên có bộ đề này thì Huyên có xin một bạn ở trung tâm hỗ trợ gia đình và văn hóa à, vì là bé nhà Huyên cũng đang đình cũng phải thi quốc tịch nên là Huyên để xin và Huyên thấy rằng là Huyên cũng sẽ chia sẻ sẽ cùng các chị em là học từng câu một trong cái bộ đề này thì nó có khoảng là um, Ba trăm sáu mươi năm câu, vậy thì chúng ta mỗi ngày chúng ta chỉ cần học là khoảng là năm câu là được nhé À, về thì hôm nay cùng Huyền học nhé Câu thứ nhất, Ai ka theo nà miền o tie kha so chun sen sinh cô hầm nịch cá. Ai ka theo nà miền o tie kha so chun sen sinh cô hầm nịch cá. Sinh em bé xong thì đi khai báo ở đâu? Ừ, thì ở đâu ạ? Vâng đúng rồi chính là. Chú minh sên Mình có thể trả lời là Chú minh Center thờ im nì ta Hoặc là Chú minh center e chun sen thờ ê sen seng xin cô ham nì ta. Mình sẽ nói được những cái câu gọi là đó uh, Dài hơn Nếu bạn nào mà nói tiếng dài được dài hơn Tiếng Hàn được dài hơn nhé ừ. Câu thứ hai Samin minh Khoáng bốc trần Thường khát trông kỳ nhầm Xích từ nghề so Phú rưu nâng thẻ ăn Mình cục ê Cục ca nâng Mùa xưng cá huyền đọc lại nhé samin trời, khoảng bột tròn tưng các trông khí nhâm dịch từ nghề so é so phù rư nên thể an mình có cái cục ca nên mùa simnica à cục ca nên mùa simnica cái quan trọng đúng không ạ à? nó là gì ạ à? vào các ngành lễ như độc lập này ngày giải phóng vân vân thì đều hài ba hát bài hát của ca là gì tên bài hát là gì đúng không ạ à? ừ thì đó chính là e ca mình sẽ trả lời là e cuca imnita

1945년 8월 15일 한국이 인본으로부터 독립한 것은 기념하기 위하여 제정된 국경인의 명칭은 무엇입니까? Câu này hơi dài đúng không ạ? Dài quá nhưng mà các bạn sẽ nhớ được rằng là à nó là mình nhớ mốc là 15 tháng 8 5, năm 45 đúng không ạ? 15 tháng 8 5, năm 45 à, ngày 15 tháng 8 5, năm 45 được chỉ định là ngày quốc lễ với ý nghĩa kỷ niệm việc Hàn Quốc giành độc lập từ tay Nhật Bản, tên gọi đó là ngày gì ạ? Thì đó là gì ạ? Khoáng Bốc Trần. Khoáng Bốc Trần입니다. Khoáng Bốc trần ta Vâng các bạn sẽ uh, trả lời như vậy. Mỗi ngày câu này các câu này nó cũng hơi dài nha, mỗi ngày chúng ta chỉ học cái này tầm độ 3 câu thôi. Ừ, tầm 3 câu. Đầu tiên là khi mà bé sinh ra thì mình sẽ đi ở đâu ạ? À? Đi khai sinh ở đâu ạ? À? Sinh ra rồi đúng rồi khai ở Chumin Minh Center đúng không và ngày thứ hai các ngày lễ bài hát được hát trong các ngày lễ quốc gia đó là bài gì ạ à? đúng rồi e -ca. và bài ở thứ ba đó là cái mốc ngày mốc ngày 15 tháng 8 năm 1945 là ngày gì vì nó hỏi rất là dài nên là mình sẽ chỉ nhớ là mốc thôi nhá mốc ngày à, cái mẹo nhớ đó thì mình nhớ mốc ngày a 15 tháng 8 năm 45 đó là ngày khoáng bốc trời đúng không ạ ngày khoáng mốc trần là ngày kỷ niệm mà giành lại độc lập từ tay uh, nhật bản của người dân hàn quốc đúng không ạ uh, cảm ơn các bạn uh, các chị đã xem video, nào, uh, video này và hy vọng rằng nó sẽ giúp ích và huyên sẽ uh, xem huyên sẽ hứa rằng là huyên sẽ live stream thường xuyên để các chị em cùng học uh, câu các câu về tiếng hàn này nhé uh, về, về thi quốc tịch này nhé cảm ơn xin tạm biệt các chị em